Tự nó đánh luôn, đánh trong một đêm nó chuyển tóc nhúc nhích, mình cũng như mình nó là bệnh vậy đó. Thành À, cô chú chị thấy một mái tóc của ông Tám dài rất là kỳ lạ, và điều đặc biệt ở đây á, là tóc của ông á, khi mà mình cầm vào đó thì cảm giác nó vẫn mềm mại. À, đôi khi thì tóc khi mà đanh á ông Tám, có nhiều người thì lại cứng, bị sơ cứng lại, nhưng mà tóc của ông thì con cầm con thấy nó rất là mềm mại. Dạ Bùi Hồ, xin chào cô bác quý anh chị. Thì tiếp tục theo cái hành trình gông gũi gửi ở video clip tiếp theo, Bùi Hồ xin giới thiệu với cô bác quý anh chị một cái ông Tám, một ông cụ. Ở đây thì ở huyện Châu Thành này người ta gọi ông là ông Tám Nhân, với một cái mái tóc đanh rất là kỳ lạ. Và hôm nay Bùi Hồ đến đây để diện kiến ông. Dạ con chào ông Tám. Dạ ông Tám ơi, con nghe được một số thông tin đó. Thì con thấy ông nghe nói là con có mái tóc rất là dài. Hôm nay con đến đây con diện kiến ông. Ông Tám ơi, ông cho con hỏi là năm nay ông đã bao nhiêu hay ông Tám? Được 93 tuổi rồi. 93 tuổi. À, đến thời điểm này là ông 93 tuổi. Cái mái tóc dài của ông đó ông Tám, là hiện nay nó đã dài, tóc đã dài được bao nhiêu hay ông Tám? 5 thước. 5 mét. 5 mét, lòng căng này qua bên kia 5 mét. Dạ. Ông để tóc dài như thế lâu chưa ông Tám? 60-70 năm rồi, bị gì hồi còn nhỏ thì không chưa có, còn học hành này kia, rồi tới lớn rồi thì qua bển làm công quả để xây dựng cái gian sang chùa Nam Quốc đó, rồi mới chứng quả thành tóc nó mới đanh lên. Rồi từ đó đến giờ là nó tự nó tóc tự đanh luôn hay sao không ta? Tự nó đánh luôn, đánh trong một đêm nó chuyển tóc nhúc nhích, mình cũng như mình nó là bệnh vậy đó, thành nó khối lại nó cứng À, cứng. tóc ông cảm nhận được là tóc nó tự nhúc nhích được luôn. Nhúc nhích nó chuyển chân Dạ. nó, thành ra nó khối lại nó giật về nó thành là một cái đan nguyên. Là từ trước giờ là ông Tám ăn chay luôn hay sao? Thì hồi nhỏ tới giờ ăn chay luôn, bởi vì cái gốc ăn chay gốc lớn xưa tu theo đạo của sư Giả Bán Khoai, Dạ. thành ra ăn chay luôn hết cả gia đình, thành là như cái gốc lớn rồi, họ không có ăn được cái sắc sanh đồ mặn gì hết, ăn chay không. Vậy ông Tám có vợ con không ông Tám? Có lập gia đình cũng 7-4 đứa trai, 2 đứa gái. Ba đứa gái Dạ hiện nay thì bà Tám còn mãn rồi, giờ dỗ một lời dỗ rồi. Dạ ông Tám cho ông nói lúc nãy là từ nhỏ là nó đã đanh đanh đến bây giờ luôn. Nên tới bây giờ luôn. Dạ lúc ông đanh là nó lúc ông đó ông khoảng bao nhiêu tuổi hả ông Tám? Lúc chắc 30 tới 40 tuổi ạ. 40 tuổi, vậy là đã đanh đến bây giờ là 50 mấy năm. Mấy năm Vì hiện nay con thấy ông đang tóc của mình dài quá nên ông búi lại, ông quấn lại quấn lại lên trên. giáp vòng trên đầu Dạ. rồi nó mới gọn, với lấy khăn bịch lại, chứ còn như họ đanh quá lớn rồi cũng không không có làm gì được. Dạ khi tóc đanh lại đó ông Tám, thì ông Tám có cái cảm thấy nó nặng nề không? Cảm thấy nặng nề hay là bất tiện gì Hồi không Tám? hồi mới thì nó đanh cao lên mà một vật gì quá lớn rồi nặng nề cũng khó, hơi khó khăn, người quen sức mạnh của mình cũng còn khỏe đó thì chịu nổi, rồi tới dần quen rồi thì cũng tự nhiên không sao. Dạ cái lúc mà cái đêm mà ông cảm nhận được rằng là khi tóc của mình nó có cảm giác là nhúc nhích đanh, thì lúc đó ông cái ở trong cái tâm tưởng của ông, thì trong cái tư tưởng của ông thì sao ông Tám? Thì mình họ không biết, thấy đi núi đi non thấy họ tóc đanh với để trên thờ đồ, còn thấy lại lịch sử đó, thì thành ra tôi cũng ham, mình muốn tu cho sao được đất vả như vậy rất đẹp, tôi cũng thấy mấy cái bàn thờ trên núi Dạ. đó, cũng mong ước muốn có tóc đanh là mình được có cái căn là chứng quả là người người sẽ có tóc đanh, ba anh em đã đanh hết.
Ông Tám có ba anh em là đanh hết luôn. Ba anh em hết. Báo có đăng ba anh em đăng báo hồi đầu tiên đó, thì ban nhiếp ảnh nó chụp hình rồi nó quạ lên thì để báo nó lại nó thấy nó đăng luôn. Vậy là ông Tám là người thứ mấy trong ba anh em? Tôi thứ tám, còn chú Út cũng đanh, ông Bảy cũng tóc đanh. Dạ. Ba anh em đanh hết. Ông Bảy giờ ông mãn cũng mới dỗ đầu tiên. À, ông Bảy thì mất lúc đó khoảng bao nhiêu ông ta? Mất hết ông à. Khoảng bao nhiêu ông Bảy mất lúc khoảng bao nhiêu tuổi? Ông tuổi dần 95. À vậy là rất là thọ ha ông Tám. Tuổi thọ 95. Dạ. Ông anh của tôi là ông Tám là 93. Tôi 93. Ồ, phải nói là lúc cái sự chuyển biến tập của ông Bảy với lại ông Út nó có giống như ông Tám? Của ông đang giặt về một miếng dày mà nó dài dày nè. Dạ. Một thước. Dạ. Của ông thước chứ không có tới 5 thước. Ông Tám là 5m3. Sao ông gọi rồi biết tuổi già cũng như họ già, ban đầu có đầu tốt bới bự rồi sao còn đầu bằng cán cái đó, nhưng mà già lão rụng bớt vậy đó. Rồi sao ổng rụng cái đanh à. Rồi mọc mấy cái đanh nữa bằng ngón tay mà nó dài cũng sợi dây vậy nè. Dạ. Kế ông mà. Ồ. Phải đó. Ông Tám ơi, về tóc dài như thế đó, sinh hoạt hàng ngày của ông như ông gội đầu hay là phải dỡ lên. Dạ. Dỡ lên vậy, đưa lên vậy nó rồi gắt bột kết vậy nè, gội nổi cái da đầu cũng như đầu hớt vậy rồi nó khô, chứ còn sợi dây này bảo vệ nó không có cho ướt nè. Dạ dạ. Ướt không có khô. Ông Bển Thích Ca Nam Quán Thành nữa. Dạ. Thành Nam ổng cũng không cho ướt sợi dây này. Dạ. Ông làm chứ không cho ướt. Ồ, ông Tám ơi, ở trên cái phần tóc ở trên này nè, là ông có gội không Tám? Không cho ướt luôn ha. Đâu không cho ướt, không gội, không gì hết. Dạ. Tự nhiên vì nó ở ngoài rồi. Dạ. Mình đang giờ bảo vệ đừng cho bụi dính này, đừng cho gì hết trơn, thì mình giữ vững còn cái gội cái da đầu thôi. Nếu từng lễ gội lần mà không gội thì nó ngứa da đầu. Chị chủ yếu là cái da đầu của mình thôi, còn về cái phần mà tóc ở trên này á, bệnh lại thì không sao cả. Bảo vệ. Này mình cầm dơ lên vậy thì gội cái nồi để đây. Nồi trà bồ kết, trà bông gì nồi đây thôi. Dạ. Đó, gọi ra trong một ngày cô quen. Ông Tám ơi, cho con hỏi nè, cho con cái phần mà khi mà tụi con á, tụi nhỏ như con á, thường thì khoảng 3 hay 5 ngày hoặc là một cách 1 2 ngày thôi là không gội đầu á, thì cái đầu của tụi con rất là khó chịu. Đó. Và cảm thấy nó rất là hôi. Tóc, cái phần tóc á nó rất là hôi. Vậy thì cái phần ở trên này không được ấy thì kia nó có bị hôi giống như không có hôi, nó không có dẫn đi. Dạ. Tự cái lòng nó hút máu nó tự nó sống vậy thôi, chứ còn nó không có hôi. Dạ. Ô, con phải nói là rất là kỳ lạ con. Nhưng mà cái phần này nó chuyển sang ngã sang giống như màu vàng ánh đấy ông ta. Như nãy thành biến thành như nãy, không phải như ta, như người tàu thất bính ba thất rồi một rồi mới xuống dưới cái đuôi phải cột cho thôi bung. Cái này khỏi có gì hết, tự nhiên thiên nhiên làm rồi thì thành ra mình đâu có bung bót. Còn thất bính là phải cột ở dưới này. Cái này là ông Tám cột. Như với nó nhỏ quá mình cũng thắt lại để cho nó có cái độ chắc chứ. Dạ. để nó đứt rồi nó mất cái đường dài của mình. Dạ. Chứ cũng hồi mà đen đứng lên về như cái mẫu vậy, thành ra cũng cắt sửa bớt nó mới. Cái phần này là tự đanh ngày xưa giờ luôn hả ông Tám? Những cái này tới giờ luôn. Con già con gờ giống như là cái phần thân của con nó biến thành giờ không phải tóc mà không. Con gắn hay con gồng hả ta? Giống như gồng như gắn như nãy vậy, chứ không còn thấy cái sợi tóc nữa. Dạ. Có người thì nói là có một số ở Tiền Giang á, bà cụ ở Tiền Giang nó tóc nhầm khi đôi khi là nó lại bà Tư Tiền Giang thì bà bự mà. Dạ. Nó khác vậy là theo tôi cũng chịu còn không nổi nè. Cái đi đám đi tiệc rồi đi đâu được của bà bự vậy nè. Dạ, bề ngang đặt, lớn nó đặt mà nó đi ra luôn cũng như con gắn bự mà nằm gần. Dạ, da nằm dẹp. Dạ. Tóc nó bị dài dẹp ra còn vậy chứ không có dài. Rồi bà mai cái bao bì bà dồn nó vô, rồi có khách cái bà tuột lần lần ra cho mình coi.
Dạ. Mà bà rất là bự vậy, chứ không phải là nhỏ vậy. Thì mình gọn đẹp chứ còn bà bự quá. Dạ. Còn nhiều quá, ông ở trên An Giang người thấy bằng cái thúng nữa. Ông không có đi đâu được, đâu có đám tiệc gì được. Ông Tám ơi, thường thì những cái người mà bình thường khoảng 95 tuổi, 92, 93 tuổi thì cái về theo bên khoa học á, là cái thần kinh, cái trí nhớ là không có còn nhớ minh mẫn giống như ngày xưa. Ừ. Giống như lúc còn trẻ. Vậy thì ông Tám hiện bây giờ con thấy ông Tám mắt vẫn còn sáng không Tám? Mắt sáng, tôi đọc chữ nhỏ được, xỏ kim được. Ông Tám xỏ kim được luôn. Có nguyện với ông cố tôi là ông sư giải con khoai, thành ra tôi nguyện ông gán độ con, chứ tôi thấy không ai được như tôi. Vừa nguyện vừa cầu nguyện, vừa luyện theo ăn uống, ăn cái chất gì có dầu, có hôi, nó ra tiết ra mồ hôi đó, không có ăn. Thành ra con người mình nó mới được vậy, chứ còn mà ăn cái mồ hôi nó ra, cái đó luyện theo cái pháp cho nó tinh khiết, không có ăn những cái chất gì mà như mắm mồ hôi, đậu nành họ ủ rồi đó. Dạ. Ăn cái đó nó biến thành mồ hôi ra, thì thành ra con người bị hôi chứ không có gì đó. Mình nó phải biết không tắm mồ hôi đó, nó khó chịu. Dạ. Đầu không gội thì nó bẩn chặt khó chịu. Còn tôi từng để gọi là dạ tự nó sạch. Hồ, ông Tám có để cho con cầm cái mái tóc ông, con có để dài ra được không ông Tám? Thì còn cầm cho ông dưới giờ theo giờ. Dạ. Cầm cái sợi dây dưới chỗ đó để con thấy cái chiều dài của tóc. Ừ. Đó. Dạ. Nghỉ rồi ha. Dạ. Ông Tám ơi, ở đâu, cái chị sáng về tới. Con cầm ra dài tí nữa được không Tám? Được, băng đồng tháp xuống quay phim. Dạ. Dạ. Thì hiện nay là ông Tám nói là tóc của ông là từ từ cái đỉnh chóp ở dưới này, đầu tóc ở dưới này cho đến là đến cái bộ phận ở trên, cái phần chóp tóc ở trên ông là khoảng nuốt trở ra đó, phải thấy cái màu nó biến thành trắng rồi đó mà. Là bao nhiêu mét, 5 mét mấy ông Tám? 5 mét này không có dư, không biết. Cô bác anh chị thấy nè, cô chú anh chị thấy một mái tóc của ông Tám dài rất là kỳ lạ. Và điều đặc biệt ở đây á, là tóc của ông á, khi mà mình cầm vào đó thì cảm giác nó vẫn mềm mại. Đôi khi thì tóc khi mà đanh đó ông Tám, có nhiều người thì lại cứng, bị sơ cứng lại. Nhưng mà tóc của ông thì con cầm con thấy nó rất là mềm mại. Và đặc biệt là khi tóc của ông thì không có được thấm nước, không thấm nước và cũng không gội đầu, nhưng mà cái phần tóc ở trên này đó thì nó vẫn không gọi là, nó vẫn giống như ông Tám gọi là cái không phải nữa là gọi là tóc nữa. Đầu tiên mà con thấy mái tóc ông Tám dài như vậy. Đồng Tháp cũng có xuống rồi, chắc phải rồi, nhưng không biết ở hướng nào. Dạ, con ở Thanh Bình. Đồng Tháp có xuống rồi, Thanh Niên. Dạ. Rồi ông Tám cuộn lại đi ông Tám. Con dịnh lại cho anh được sợ. Dạ, dạ, ông. Dạ, để con dịnh cho ông quấn lại. Để thôi nó. Rồi, đem vô này quấn lại mới được. Ô, cô bác anh chị thấy mái tóc dài của ông Tám dài 5 mét. Ô, mái tóc của ông Tám thì cầm lên nó cảm giác vẫn rất là nhẹ, rất là... Nó còn nhẹ mới được đấy chứ. Dạ. Bởi vậy đài lên mạng nó nói tôi số 1, chứ còn cô kia cũng đẹp nhưng mà đều không bằng, là có mình tôi được cô số 1 hơn mấy người kia vậy thôi. Dạ. Gọn nhẹ. Hằng ngày cái việc mà ăn uống của ông Tám đó, ông Tám ngoài việc là cứ ăn những cái đồ như ăn kiêng như dầu mỡ, thì ông Tám có ăn cơm đồ nhiều không anh Tám? Không có, bữa còn ăn có 2 chén nhỏ, có bữa một chén thôi, với canh bùn ngót hay là canh bầu hay gì đó vậy thôi. Dạ. Đói mà không có gì, tôi đi đám tôi nhịn ăn tới giờ. Dạ thôi ông Tám đi khỏe ông Tám. Dạ, con chào ông Tám.